Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin giải trí. Và bây giờ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Một buổi giảng hòa với bố mẹ của Phùng Ngọc Huy. Bố mẹ của cô diễn viên Mai Phương bị tố hành gia đình Phùng Ngọc Huy đủ thứ chuyện vì nuôi cháu. Thời gian vừa qua, ồn ào tranh chấp quyền nuôi La Vi của con gái cố diễn viên Mai Phương nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng. Đỉnh điểm của sự việc là khi ông C và bà Tâm, bố mẹ Mai Phương, có động thái nhờ luật sư can thiệp để đưa cháu ngoại về nuôi dưỡng. Trong khi đó, bé La Vi được bố đẻ ca sĩ Phùng Ngọc Huy ủy quyền cho hai bảo mẫu chăm sóc. Điều này khiến bố mẹ Mai Phương tỏ ra bức xúc. Ông bà không chấp nhận để giọt máu cuối cùng của con gái cho người ngoài nuôi dưỡng. Đồng thời, ông C và bà Tâm khẳng định hai bảo mẫu chăm sóc La Vi không phải người tốt, có ý đồ lợi dụng tiền bạc. Theo thông tin mới nhất, bé La Vi hiện đã về sống với ông bà nội, không còn ở cùng hai bảo mẫu như trước đó. Gia đình Phùng Ngọc Huy không muốn chuyện nhà ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của hai cô Mi. Ngay sau thông tin này, bố mẹ Mai Phương cũng phần nào hài lòng. Họ bày tỏ mong muốn gia đình Phùng Ngọc Huy trực tiếp gọi điện mời sang thăm cháu và hai bên gia đình sẽ nói chuyện. Ông C và bà Tâm cho biết họ sẵn sàng gửi tiền trợ cấp nuôi La Vi và muốn được ở gần cháu ngoại trước khi bé được bố đón sang Mỹ. Tôi mong muốn ông bà nội gọi điện thông báo là bà Tâm ơi, tôi đón cháu về rồi, mời ông bà qua chơi, hai bên chúng ta cùng nói chuyện. Dù gì tôi cũng là bà ngoại của La Vi, nuôi cháu 5 năm nay, từ ngày Phương để cháu còn đỏ hỏn trong viện đến khi con đổ bệnh. Tôi muốn hai nhà là một, cùng nhau nuôi cháu, xem như người một nhà. Trách nhiệm của chúng tôi như nhau, nên muốn bốn người già cùng chung tay chăm sóc cháu, như vậy sẽ tốt hơn. Kể cả ông bà ấy không có tiền, tôi sẵn sàng bỏ tiền chu cấp. Nếu lo ngại vì ông bà lớn tuổi không thể đưa cháu đi học, tôi sẵn sàng làm thay, miễn là tôi được ở bên cháu trước khi bé sang Mỹ với bố. Nhưng chắc chắn ước mong tôi khó thực hiện, vì giờ tôi biết ông bà nội La Vi chẳng ưa gì mình, bà Tâm chia sẻ. Ngay sau lời giải bày của bố mẹ Mai Phương về việc muốn sang nhà nội và chung tay nuôi dưỡng cháu gái, cục quản lý Mai Phương cũng như bảo mẫu La Vi đã đồng loạt lên tiếng phản bác. Họ cho rằng ông C và bà Tâm không thật lòng khi đến thăm cháu gái, mà thường xuyên đến làm ồn tại nhà riêng của bố mẹ Phùng Ngọc Huy. Cựu quản lý Mai Phương còn nhấn mạnh ông bà ngoại chưa bao giờ yêu thương bé La Vi khi tiết lộ câu chuyện quá khứ gây sốc. Thứ nhất, qua nhà người ta làm sùm chứ đâu có tốt lành, mà bảo người ta phải gọi mời à. Chưa kể nói chuyện luyên thuyên, ông bà nội La Vi hiền, chứ gặp người khác là lúc về chẳng còn nguyên vẹn để về. Thứ hai, có tiền nhiều thì bà để dành phụng dưỡng cho bản thân mình nhé. Nhà anh Huy đủ để chăm La Vi. Chị Phương lao lực để rồi có kết cục như ngày hôm nay thì bạn bè ai cũng hiểu nguyên nhân là vì sao rồi. Đúng là La Vi mạng lớn. Từ thời còn bé tí, La Vi bệnh, dồn hai cữ thuốc cho em uống. Cũng may là em ói ra, chứ thuốc thấm vào không biết bé sẽ như thế nào. Cụ quản lý Mai Phương viết trên trang cá nhân. Phía dưới bình luận, chị Họa My, bảo mẫu của La Vi cũng tỏ thái độ bất bình. Chị viết, tới giờ qua vẫn lấp ló, xong vẫn chửi như chưa từng được chửi. Tội nghiệp bà nội im lặng hứng chịu để cháu được bình yên. Thôi Vi con bé, mỗi lần bà nội qua đó là cho bà nội đứng chờ 4-5 tiếng đồng hồ không tiếc thương. Gia đình nội giỏi chịu đựng thiệt. Trước đó, chị Hoa My cho biết đã chính thức đâm đơn kiện liên quan đến luật sư của ông bà bé La Vi. Chị tỏ ra bức xúc khi bố mẹ Mai Phương tố cô ăn chặn tiền nuôi dưỡng, chiếm tài sản của Mai Phương lúc sinh thời. Hoa My khẳng định mình chăm sóc La Vi theo sự ủy quyền của Phùng Ngọc Huy bằng văn bản, giấy tờ hướng dẫn của luật sư. Và việc này theo cô là hoàn toàn đúng với pháp luật. Về phía Phùng Ngọc Huy, nam ca sĩ khẳng định đã làm giấy ủy quyền chính thức cho hai cô bảo mẫu, thay mặt anh chăm nom nuôi dưỡng bé La Vi trong thời gian anh chưa thể về Việt Nam do giấy tờ chậm trễ. Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi đến hai bảo mẫu khi để việc gia đình ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của họ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.